Trong vũ trụ bao la rộng lớn, liệu có một hành tinh nào khác tồn tại sự sống hay không? Không biết nữa. Thôi thì cái gì mình không biết thì mình bỏ qua. Về lại trái đất vậy, mà trái đất này sao lạ quá. Bầu trời bị lấp kín bởi các vệ tinh, khắp nơi mịt mù một màu cát. Còn con người đâu hết rồi, chẳng còn ai ở lại trái đất cả. Trái đất giờ đây chỉ còn là một hành tinh chết, khắp nơi toàn là những tòa cao ốc, nhưng được dựng lên bởi Jack. Ý tôi là Jack, chả lẽ con người bị xóa sổ rồi? Lúc tôi đang hỏi câu này thì có cái gì đó nhúc nhích. Đó là một con robot nhỏ nhắn, tên là Woi. Nhiệm vụ của cậu là thu gom rác, đúng hơn là ép rác thành những khối vuông để chơi xếp hình. Và những tòa tháp rác này đều là tác phẩm của cậu. Nhưng mà với số lượng lớn thế này, thì chắc con người đã không còn tồn tại trên trái đất từ rất lâu rồi. Điều đó không có nghĩa là con người đã bị diệt vong. Họ chỉ rời xa trái đất khi đã sử dụng nó đến mức kiệt quệ và sống một cuộc sống mới trên trạm vũ trụ, bỏ lại một trái đất toàn rác thải. Sau bao nhiêu năm, tất cả những gì còn lại là một chú robot gom rác nhỏ bé. Người bạn duy nhất của Woi chỉ là một chú rán. Máy lưu nhén, biết ngay mà. Quãng thời gian dài như thế, thậm chí robot cũng biết buồn. Woi ngồi xem những đoạn phim lãng mạn của con người. Cậu cũng muốn được trải nghiệm cảm giác được yêu. Đúng lúc đó, một cơn bão cát ập đến, có vẻ là một điều thường tình tại trái đất lúc này. Woi lại tiếp tục lên đồ. Cậu phơi mình dưới ánh nắng ban mai sặc đầy pin và lại tiếp tục một ngày làm việc như bao ngày khác, lần lượt từng khối vuông, từng khối, cho đến khi chiều xuống. Nhìn Woi lụm rác tôi cũng chán theo. Tôi đứng dậy ra lấy cốc nước. Quay trở lại thì thấy Woi đã phát hiện ra được một mầm cây, một nguồn sống hiếm hoi trên trái đất khô cằn này. Woi thấy lạ nên mang về. Về tới nhà, cậu phát hiện ra một chấm đỏ kỳ lạ dưới đất. Woi đuổi theo và không hề nhận ra xung quanh cậu còn vô vàn chấm đỏ khác. Tất cả cùng thu về một điểm. Đất đá bay tứ tung và một con tàu vũ trụ xuất hiện. Woi sợ hãi tiến lại gần con tàu. Nó đặt xuống một con robot. Tôi gọi là con chứ không phải là thằng. Trông trắng thế này chắc chắn không phải là thằng rồi. Woi nhìn phát là thích liền nên khả năng cao đây là giống cái. Vì thời này chắc Pixar chưa bị LGBT hóa đâu ha. Con tàu vũ trụ thả cô robot xong thì cũng bay đi mất. Cô robot quét xung quanh, cô phát hiện ra Woi. Cô bắn. Cô phát hiện ra con rán. Cô bắn. Phát hiện ra con rán là sinh vật sống. Cô lại nâng niu. Nhưng cô lại phát hiện ra Woi. Cô lại bắn. Chưa yêu mà đã bắn nhiều quá nhỉ. Cô quét Woi. Biết cậu không phải là mối nguy hiểm. Cô lại đi quét tiếp. Như thể đang tìm kiếm gì đó. Woi đi theo. Cậu robot đã phải lòng cô robot. Nhưng mà cô này cũng giống như mọi cô con gái khác. Cũng có một chút sư tử Hà Đông phảng phất. Woi có hơi sợ sệt. Nhưng vẫn cố gắng tiếp cận cô robot. Hai cô cậu robot nói chuyện với nhau. Chúng nói bằng tiếng robot nên tôi cũng không sắp được. Nhưng tóm tắt nhanh là Woi hỏi cô robot tên gì. Cô trả lời cô tên Eve. Y à? Woi thầm nghĩ. Ra là trùng tên. Vậy là có tướng phu thê rồi. Đúng lúc đó, một cơn bão cát lại ập đến. Woi định kéo Eve đi. Nhưng nam nữ thủ thủ bất thân. Woi đánh liều kéo Eve vào nhà. Từ lúc được ấn khởi động đến giờ, Eve chưa từng thấy nơi nào thế này. Lần đầu được trai dẫn về nhà khiến Eve nhạy cảm với mọi thứ. Woi đem tất cả những thứ hay ho của mình ra khoe. Eve cũng có chút hứng thú, đặc biệt là đoạn phim về con người đang nhảy múa. Woi nhân cơ hội dạy Eve nhảy. Eve nhảy sập nhà. Woi dạy Eve xoay. Eve xoay vỡ mặt Woi. Đúng là tình yêu có thể khiến ta chịu đựng được mọi thứ. Dưới ánh lửa mập mờ, Eve hiện lên thật đẹp trong mắt Woi. Nhưng có vẻ cô chẳng để tâm đến Woi lắm. Cậu bé sử dụng chiêu cuối, mang ra cái cây cậu tìm được hồi sáng. Eve quét cái cây như phát hiện được thứ gì đó quan trọng. Cô thu hồi cái cây và vào chế độ chờ. Woi tưởng Eve hết pin nên đem cô ra phơi nắng. Chờ mãi mà Eve cũng không có động tĩnh gì. Woi thu năng lượng sét không được, tự mình kích điện cũng không xong. Cậu kéo Eve đi khắp nơi với mình như một buổi hẹn hò. Cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau chơi game. Nhưng Eve lúc này chỉ còn là một cục sắt đẹp mã. Woi bất lực, đánh quay trở lại công việc thu rác nhàm chán. Nhưng con tàu vũ trụ kia quay trở lại và mang Eve đi. Woi không thể để tình yêu của đời mình bị ai cướp mất. Cậu tức tốc đuổi theo và bám được vào con tàu. Con tàu lao qua lớp rác thải và tiến vào vũ trụ. Đây là lần đầu vào không gian của Woi. Cậu tiến qua mặt trăng, mặt trời, một vũ trụ bao la rộng lớn, cho đến một con tàu vũ trụ khổng lồ. Chính là nơi sinh sống cuối cùng của nhân loại. Con người nơi đây chẳng phải làm gì cả. Mọi thứ đều do máy móc đảm nhiệm. Những đứa trẻ sinh ra cũng không được dạy về trái đất. Mọi người đều chỉ biết con tàu vũ trụ tên Axiom này chính là nơi tồn tại duy nhất của nhân loại. Woi đi lạc vào đây, vô tình đến phòng của thuyền trưởng, người duy nhất có công ăn việc làm trên thuyền, nhưng cũng chỉ là hỏi để kiểm tra máy móc thế nào và thông báo hôm nay là ngày bao nhiêu họ đã ở trên tàu này. Nếu bạn không biết thì đây đã là ngày thứ 255.642. Tính ra là khoảng 700 năm con người đã rời xa trái đất, nhưng không có nghĩa là họ từ bỏ mảnh đất mẹ. Từ bao lâu nay, hệ thống robot vẫn tự động gửi robot về trái đất để thăm dò. Và sau 700 năm, Eve là robot đầu tiên đem được một cây xanh về tàu.
Cái này chắc phải từ đời tổ tông mấy đời trước của thuyền trưởng, chứ ông cũng không biết cây cối ngang dọc thế nào. Ông ấn vào nút khẩn cấp, một đoạn băng được phát lên, đại loại là bảo thuyền trưởng hãy trở về trái đất. Và tất cả mọi quy trình đều được ghi trong một cuốn sách. Mà sách là cái gì? Cái này thì chắc bảo mấy đứa cháu của tôi còn chả biết. Chúng nó còn đang bận bắn phai phai. Thuyền trưởng từ từ lật từng trang giấy bụi bặm. Cả đời ông chưa từng phải tự đọc một cái gì đó. Ông kích hoạt quy trình về trái đất, nhưng cái cây trong người If đã biến mất. Auto nghĩ If bị lỗi nên cho cô đi bảo dưỡng, còn thuyền trưởng cho mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng ông phát hiện ra Woi và một chút kỳ lạ dạng bột. Thuyền trưởng đem nó vào máy phân tích. Đây là đất. Đất là gì? Biển là gì? Bầu trời là gì? Thuyền trưởng bắt đầu tìm hiểu về trái đất. Còn Woi cùng If đi đến nơi bảo dưỡng. Hạnh phúc với tình yêu chưa được bao lâu, Woi bị tách khỏi If. Cậu nhìn thấy If đầu lìa khỏi chân thì vô cùng lo lắng, phá hỏng hệ thống máy móc và chạy đến bên If. Điều này đã phá hỏng toàn bộ hệ thống, máy móc chạy loạn xạ, ảnh hưởng ít nhiều đến con tàu. If không chịu nổi Woi nữa, cô đưa cậu đến tàu thoát hiểm để trả cậu về trái đất. Woi không muốn rời xa tình yêu của đời mình, nhưng If đã đưa ra quyết định. Đúng lúc đó, một con robot tiến đến, mang trong mình cái cây của Woi. Bằng một lý do bí ẩn nào đó, nó định ném cái cây ra ngoài vũ trụ. Woi chạy vào lấy cái cây, đúng lúc con tàu bị phóng ra ngoài. If đuổi theo, và cô cần nhanh lên vì con tàu đang ở chế độ tự hủy, và có vẻ là If đã không kịp. Nhưng Woi thì có, cậu đã thoát ra và mang theo cái cây. If mừng rỡ vì mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ, cô ôm Woi vào lòng, tim Woi thoáng chốc ngừng đập. Ý tôi là pin của cậu, chưa bao giờ cậu hạnh phúc như thế. Nhìn đôi robot đáng yêu này, đến cả những người trên tàu cũng nảy sinh một số hormone cơ bản. Nhưng nhiệm vụ là trên hết. If để Woi trốn vào một góc vì cậu đang bị truy nã do phá hoại, còn mình lên phòng thuyền trưởng, người lúc này đang tự mình khám phá mọi thứ liên quan đến trái đất, từ các lễ hội đến nhảy múa. Thuyền trưởng hào hứng xem lại những đoạn băng mà If quay được. If nhìn vào camera ẩn cũng biết được lúc mình trong chế độ chờ đã được Woi chăm sóc thế nào. Một chút tình cảm đã nảy sinh bên trong If. Quay lại với cái cây và trái đất, mọi thứ trên trái đất không như thuyền trưởng nghĩ, nhưng ông vẫn có niềm hy vọng cái cây này sẽ vực dậy sự sống cho nhân loại. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Auto muốn lấy lại cái cây và ngăn cản thuyền trưởng trở về trái đất. Cách đây 700 năm trước, thuyền trưởng đầu tiên của con tàu đã ra lệnh cho Auto không được để ai trở lại trái đất vì không khí ở đó quá ô nhiễm. Nhưng đã 700 năm trôi qua, cái cây này chính là minh chứng của sự sống. Luận điểm của thuyền trưởng là có, nhưng máy móc chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Auto làm phản, đòi lại cái cây và vứt đi. Woi tình cờ trèo lên đến nơi nhưng bị Auto khống chế và vứt xuống bãi rác cùng If. Còn thuyền trưởng thì bị giam lỏng. If may mắn tỉnh lại kịp thời và cứu được Woi. Nhưng bảng mạch của cậu đã gặp vấn đề. Woi lấy chút sức lực còn lại đưa cái cây cho If và bảo cô hãy mang đến cho thuyền trưởng. Nhờ sự trợ giúp của những robot giúp việc, If sẽ vượt qua được đám robot cảnh sát và tiến đến chỗ thuyền trưởng. Thuyền trưởng cũng không phải chỉ biết nằm ra lệnh. Ông phát hiện If đang có chiếc cây, liền ra lệnh cho cô đem cái cây đến máy dò. Ông lừa Auto bằng hình ảnh ba chiều của cái cây và dựng nó đến chỗ mình, sử dụng hết đống calo cho cái thân xác không đứng dậy nổi của mình để đánh nhau với chiếc bánh lái. Sau cùng thì trí tuệ nhân tạo cũng vẫn là một mối hiểm họa với loài người. Ông thành công kích hoạt quá trình về trái đất. Auto đẩy ngã thuyền trưởng và hủy bỏ quá trình. Woi lấy thân mình giữ chiếc máy dò chờ If mang cái cây tới. Chứng kiến người bạn nhỏ đang hy sinh tính mạng để hoàn thành sứ mệnh, thuyền trưởng dùng hết sức lực đứng trên đôi chân cả đời chưa đi lần nào. Ông khống chế Auto và đưa nó về chế độ thủ công. If thành công đưa cái cây vào trong máy dò và quá trình trở lại trái đất bắt đầu. Con tàu thực hiện bước nhảy trở về trái đất. Sau gần một thiên niên kỷ, con người một lần nữa đứng trên đôi chân của mình và đứng trên mảnh đất quê hương. If chẳng quan tâm gì cả ngoài việc đem Woi đi sửa chữa, nhưng những phụ kiện mới đã làm hỏng bộ nhớ của Woi. Cậu trở lại làm một con robot thu rác vô hồn, mặc kệ If cố gắng làm gì. Woi cũng chỉ quay đi nhặt rác. Còn thua cả rác à? Thằng này khá. If tuyệt vọng, cô nắm lấy tay Woi, tựa vào đầu cậu, một tia điện lóe lên. Đó là lúc tình yêu được thắp sáng, một tình yêu giữa hai con robot vô tri vô giác. Nhưng hoàn cảnh đã giúp chúng có được cảm giác này. Về phía con người, họ tự gieo mầm xanh duy nhất xuống trái đất, bắt đầu hành trình hồi sinh trái đất thân thương. Sau cùng, những điều kỳ diệu cũng đã xảy ra. Nếu ta có niềm tin vào những điều kỳ diệu ấy, hoặc ta đi ngủ. Tôi là Châu Huệ Linh. Còn bây giờ thì, see ya!